Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của Diễn đàn Trader Việt và mình là Tùng Anh. Trong tuần này thì Tùng Anh sẽ chia sẻ cho mọi người một cái chủ đề rất là thú vị mà mình thấy trên trang Trader Việt cũng ít đề cập đến cái chủ đề này. Đó chính là tuyệt kỹ, cái hệ thống ngũ nến Sakata của người Nhật. Đó thì cụ thể nói như thế nào thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu ở trong clip ngày hôm nay ha. Clip này được tài trợ bởi nhà sách finfin.vn. Finfin chuyên về sách đầu tư, trading và thực chiến. Anh em có thể ghé Finfin theo link ở trong phần bình luận ha. Rồi cái phương pháp ngũ nến Sakata này thì nó dựa trên cái nến Nhật, cho nên là mình cũng xin được điểm qua một chút những cái kiến thức cơ bản về nến Nhật ha, để cho những anh em trader mới chúng ta chưa có nắm rõ thì có thể nắm rõ luôn trong cái phần giới thiệu này ha. Thì cái nến Nhật cơ bản là chúng ta sẽ có bốn cái điểm giá ha, điểm giá cao, điểm giá thấp, điểm giá mở cửa và điểm giá đóng cửa. Đó thì cái phần giữa cái giá mở cửa và giá đóng cửa thì đó là cái phần thân nến ha. Cái nến tăng và nến giảm cũng như vậy. Đối với nến tăng á, thì là cái phần đóng cửa nó ở trên cái phần mở cửa, còn đối với nến giảm á, thì cái phần đóng cửa ở phía dưới phần mở cửa ha. Còn hai cái đường gạch ở phía trên là cái râu nến, đó chính là cái đoạn từ cái thân nến đến cái điểm cao nhất và từ thân nến đến cái điểm thấp nhất. Bóng nến ha, trên và dưới. Đó, đây là một cái cấu thành của một cái nến Nhật. Thì nến Nhật được sáng tạo bởi ông Homa ha. Một thương nhân buôn gạo thế kỷ 17 của Nhật. Đó, thì khi mà chúng ta nhìn vào cái nến Nhật á, thì chúng ta cũng sẽ đoán được phần nào cái diễn biến thị trường. Ví dụ như ở đây chúng ta có ba cái bộ nến này ha, đều là nến tăng, nến xanh. Thì nhìn vào cái bộ nến này thì chúng ta có thể phần nào đoán được là trong cái điều kiện thị trường như vậy á, thì là phe mua họ đang kiểm soát thị trường và khả năng là nó sẽ tăng. Đó, ngược lại bên này thì chúng ta có ba cái bộ nến giảm, cho thấy là áp lực bán nó đang mạnh hơn và phe bán nó bắt đầu kiểm soát thị trường và khả năng là có thể là thị trường nó sẽ đi xuống. Đó. Còn ở bên dưới đây thì chúng ta thấy là cái phần thân nến thì nó rất là nhỏ, mà cái phần bóng nến thì nó kéo dài ra hai bên và nó nhìn nó khá là cân xứng ha. Thì đối với những cái nến như thế này thì khi mà chúng ta nhìn vào những cái thời điểm vậy thì chúng ta thấy được rằng là thị trường không có lệch về phía bên nào cả ha, vẫn đang trong một cái cuộc chiến cân sức giữa phe mua và phe bán. Rồi những cái kiến thức cơ bản là như vậy thôi. Tiếp theo thì nếu như mọi người có muốn dễ ghi nhớ những cái bộ nến Nhật phổ biến thì mọi người có thể screenshot cái này ra ha. Mọi người có thể in hay là mọi người để đâu đó gần cái chỗ mình trading để mình có thể nhớ kỹ hơn. Còn nếu như mà anh em nào đã nhớ rồi thì thôi ha. Trong những cái bộ nến này thì không nhất thiết là chúng ta phải sử dụng tất cả những cái bộ nến này, mà thay vào đó là chúng ta chỉ nên chọn lựa một vài ba bộ nến quen thuộc, với lại chúng ta cảm thấy là chúng ta
giao dịch với nó tốt nhất thì chúng ta ghi nhớ nó ha, chứ không có cần sử dụng tất cả những cái bộ nến như thế này. Càng dùng nhiều thì cái phân tích hiệu suất của chúng ta nó sẽ càng khó khăn, và chúng ta sẽ càng khó tìm được những cái gọi là những cái điểm lợi thế của mình trong giao dịch. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái phần nội dung chính của cái clip, đó chính là hệ thống ngũ nến Sakata. Thì định nghĩa một chút về cái ngũ nến Sakata thì đây là một cái hệ thống gồm 5 nhóm mô hình ha. Tất cả đều sử dụng số 3 đó. Cái điểm nổi bật đó là tất cả nó đều sử dụng số 3. Thì những cái mô hình này nó xuất hiện ngẫu nhiên trên biểu đồ và có thể được dùng để giao dịch tiếp diễn hoặc đảo chiều đó. Và dựa trên nến nhật ha. Mọi người lưu ý đây là chúng ta đặc biệt nhớ đây là cái số 3. Thì số 3 là một cái số được người Nhật khá là tôn trọng, và đặc biệt ở đây trong cái hệ thống này thì ông Homa, người sáng tạo ra nến nhật thì ông cho rằng cái số 3 là một cái số cần thiết để những nhà giao dịch, những trader tránh được những sai lầm giao dịch không đáng có ha. Rồi đầu tiên cái mô hình Sakata đầu tiên đó chính là Sanzan ha, mô hình ba ngọn núi. Cái này thì nếu như mà anh em nào giao dịch mô hình biểu đồ thì có thể cũng đã biết cái mô hình này rồi ha. Đó. Thì ở đây là chúng ta có một đỉnh, hai đỉnh và ba đỉnh đó. Thì khi tạo được ba đỉnh như vậy thì cũng tương ứng ở phía dưới là chúng ta có hai đáy đó, thì chúng ta cũng sẽ vẽ ra được một cái đường neckline dưới này đó. Và khi mà giá nó break xuống đó, thì nó sẽ tạo ra được một cái xuống mới và chấm dứt cái xuống tăng cũ. Thì cái mô hình Sanzan là một cái mô hình để chúng ta giao dịch đảo chiều giảm ha. Đây là một cái bộ Sakata đầu tiên. Rồi cái bộ Sakata thứ hai đó chính là bộ Sansen ha. Thì trong cái phương pháp giao dịch cổ của Nhật thì đây được gọi là cái mô hình ba dòng sông ha. Còn thông thường thì bây giờ chúng ta hay còn gọi đó là mô hình ba đáy. Thì nó ngược lại với mô hình ba đỉnh ha. Có ba cái đáy ở đây, chúng ta cũng vẽ được một cái đường nét lại ở đây. Và khi mà giá nó break lên trên như thế này thì khả năng sẽ tạo ra được một cái xuống mới, một cái xuống tăng và chấm dứt cái xuống giảm trước đó. Thì khi mà chúng ta gặp cái mô hình Sanzan này thì chúng ta sẽ giao dịch đảo chiều tăng ha. Rồi cái mô hình Sakata thứ ba đó là mô hình Sankyu. Thì đây là cái mô hình nó miêu tả về khoảng trống của giá, thì nó sẽ như thế này. Thì khác với những cái mô hình trước đó, nó có những cái điều kiện giao dịch đặc biệt, ví dụ như giao dịch đảo chiều tăng, giao dịch đảo chiều giảm. Nhưng mà ở đây thì cái khoảng trống giá này thì chúng ta sẽ không có một điều kiện giao dịch cụ thể, mà chúng ta phải căn cứ vào cái bối cảnh thị trường chúng ta giao dịch. Cho nên ở đây thì chúng ta sẽ không nói đến cái việc mà chúng ta vận dụng nó cụ thể ra sao ha. Cái bộ nến Sakata thứ tư đó là Sanpei. Sanpei ba dòng thì nó sẽ hình dung nó như thế này ha. Ở đây nó có thể là ba cái nến, có thể là ba cái sóng ha. Tức là chúng ta phải hình dung đây là những cái gạch này đó là một cái khoảng thời gian ha. Ví dụ như chúng ta lấy nó là hôm tuần thì đây có thể là ba thanh nến tuần, đúng chưa? Nhưng mà khi mà chúng ta zoom cái tuần đó ra thì trong ba cái tuần đó thì chúng ta sẽ có những cái con sóng nhỏ ha, những cái con sóng ngày, những cái con sóng theo giờ đó. Thì chúng ta không có hiểu cứng nhắc đó là nến, mà chúng ta phải hiểu nó là cái khoảng thời gian ha. Đó. Thì cái Sanpei này nó cũng không có điều kiện giao dịch cụ thể, mà ở đây là nó đóng vai trò là một cái tín hiệu xác nhận xu hướng hơn ha. Thông thường khi mà chúng ta giao dịch đó, ở đây có thể là chúng ta gặp một cái bộ nến mà nó tăng liên tiếp như thế này thì chúng ta còn được biết đến với cái tên đó chính là mô hình ba chàng lính trắng hay là ba con quạ đen đó. Thì trong cái tình huống cụ thể thì chúng ta có thể mua lên theo cái hướng tăng hoặc là bán xuống theo cái hướng giảm như thế này ha. Nói chung là vẫn phải tùy vào cái bối cảnh thị trường. Rồi cái mô hình Sakata cuối cùng đó chính là Sanpo, tức là những cái phần còn lại. Thì
cái mô hình sample này được miêu tả là nó đóng vai trò là những cái đợt điều chỉnh ha. Ví dụ như ở đây phía bên tay trái của chúng ta có một cái đợt tăng, sau đó chúng ta có bộ ba cái chu kỳ giảm ha, bộ ba cái chu kỳ giảm liên tiếp như thế này, xong đó giá nó tăng lại đó, thì nó gọi là sample ha. Tiếp diễn xuống tăng, còn ngược lại thì chúng ta có một cái bộ ba tiếp diễn xuống giảm ha. Đó, nhìn chung thì cái bộ mũ nến Sakata cuối cùng đó là sample thì nó xác nhận cho chúng ta đó là cái xu hướng nó được tiếp tục. Rồi, cái lý thuyết là như vậy. Bây giờ thì mình có thể, nếu mọi người thấy khó nắm bắt thì bây giờ mình sẽ tổng hợp lại ha. Sanzan với lại Sansen thì mô hình ba đỉnh ba đáy đó, thì là chúng ta sẽ sử dụng nó để giao dịch đảo chiều ở những cái vùng đáy và cái vùng đỉnh ha. Senku thì ám chỉ là cái động tác nhảy giá, nhưng mà thông thường thì nếu mà chúng ta giao dịch tiền tệ thì rất ít khi chúng ta gặp mà nhảy gáp. Thông thường là chỉ có nhảy gáp ở tuần thôi ha, khi mà đóng cửa tuần á, chứ còn trong ngày thì nó chạy 24/24, cho nên là chúng ta rất khó để thấy được những cú nhảy gáp ha, mà ba lần liên tiếp là rất là khó. Senpai thì ngụ ý tới cái xu hướng của giá ha, nó xác nhận cho cái xu hướng của giá. Còn Senpo là những cái đoạn nghỉ, những cái đoạn điều chỉnh sau những cái đợt tăng giảm ha. Đó, thì đây là một cái tổng hợp ngắn về những cái bộ ngũ nến đó ha. Với Sanzan là 1A2A3A, đó, thì chúng ta biết là cái vùng này là chúng ta sẽ giao dịch đảo chiều ha, cái mô hình ba đỉnh. Sanzan này là 1B2B3B, thì đây là chúng ta thấy là nó là một cái vùng đáy ha, và chúng ta sẽ tìm kiếm cơ hội để giao dịch đảo chiều tăng. Senku là cái chúng ta thấy là 1C2C3C này, đó là những cái đoạn nhảy gáp đó, thì mình nãy mình có nhắc đó, là chúng ta không có nên tư duy nó là cứng nhắc, đó là mỗi cái mô hình đó là một bộ nến, mà chúng ta nên tư duy nó là một cái chu kỳ thời gian ha, một cái khoảng thời gian nhất định. Còn Sanpei 1D2D3D đó, thì mọi người thấy đó, 1D nè, AD3D đó, thì nó sẽ đóng vai trò là xác nhận cái xuống tiếp diễn tăng ha. Đó, và khả năng là sau cái đoạn này thì nó có thể tăng, nó có thể điều chỉnh xong nó lại tăng theo cái xuống nó được xác nhận trước đó. Còn Sanpo 1E2E3E ở đây ví dụ đó, thì là chúng ta có một cái đợt điều chỉnh giảm sau cái sóng tăng này, thì khả năng là khi mà kết thúc cái Sanpo này thì khả năng là cái xuống tăng nó sẽ trở lại. Thì nhìn vào đây thì mọi người cũng có thể thấy là nó cũng có một phần nào đó nó tương đồng với lại lý thuyết sóng Elliott hay là Wyckoff ha. Tuy nhiên thì một số người nghiên cứu về cái lý thuyết cũng đến này thì họ nói là cái điểm khác biệt chủ chốt đó là nó liên quan đến cái thuyết âm dương ngũ hành ha. Và nếu như mà mọi người muốn nghiên cứu sâu hơn về cái phương pháp này thì chúng ta có thể tìm hiểu nhiều hơn nữa ha. Còn trong cái phạm vi bài viết này thì mình không thể nào mà trình bày tương tận từng cái vấn đề của cái phương pháp này được. Rồi, cái phần cuối cùng thì mình sẽ nói qua một cái ví dụ ở trên trang Trading Setup Review về cái cách ứng dụng của cái bộ nến Sakata này ha. Ở đây thì chúng ta sẽ ứng dụng cái bộ ba đáy ha, Sansen ba đáy với lại cái mô hình ba chàng lính trắng ha. Thì đây là chúng ta thấy sau khi mà giá nó tạo được cái bộ ba đáy này đó, thì chúng ta sẽ xác định ra được một cái vùng để nó phá vỡ. Ở đây là những cái đường nét đứt nè đó, thì khi mà cái vùng nét đứt này nó bị phá thì giá nó đã tạo ra được đỉnh cao hơn ha, tạo được cái đỉnh cao hơn, thì cái vùng nét đứt này nó lại xuất hiện với lại một cái bộ ba nữa ha, củng cố cho cái bộ ba trước đó, bộ ba ba đáy nè. Rồi đây là chúng ta có bộ ba chạy đến trắng ha, three white soldier đó, thì hai cái này nó củng cố cho lẫn nhau đó, thì khi mà hoàn tất cái mô hình này chúng ta có thể tiến hành mua vào tại đây đó, thì cái mục tiêu giá thì chúng ta có thể đo theo cái chiều cao của cái mô hình ba đáy này ha. Chúng ta có thể là giống một cái đoạn từ cái đỉnh này tới cái đáy này và hướng lên đó, thì nó đâu đó quanh cái vùng này, thì khi mà giá nó đạt tới mục tiêu này thì chúng ta có thể đóng lệnh.
Đó, thì đây là một cái ví dụ đơn giản để chúng ta thấy là chúng ta có thể kết hợp những cái bộ Sakata với nhau. Khi mà quay trở lại với lại cái phân tích kỹ thuật hiện đại thì chúng ta thấy đây là nó được phân ra là mô hình biểu đồ, mô hình biểu đồ với lại mô hình nến. Bộ ba này là mô hình nến Nhật nè, còn cái bộ ba đáy này lại là mô hình biểu đồ. Tuy nhiên dưới góc nhìn của Sakata thì nó chỉ là những cái bộ Sakata thuần túy và chúng ta có thể kết hợp nó lại với nhau để giao dịch. Rồi, cái thời lượng của clip cũng đã hết rồi thì mình xin tạm dừng ở đây ha. Nếu như mọi người có thắc mắc thì chúng ta có thể cùng nhau thảo luận ở phía dưới. Có thể là cái phương pháp này ít được đề cập cho nên là trong cái quá trình theo dõi thì có thể là khó hiểu hơn một chút, thì nếu mà mọi người có thời gian thì mọi người có thể nghiền ngẫm kỹ hơn ha, và tìm kiếm tài liệu để đọc nhiều hơn để nắm vững các phương pháp nhanh hơn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip lần tới.